Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô luân thật thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ thứ nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp chứng dương nhược tán than ức kiếp mạc nan tần nhân tâm thân lệ tận hư không biện pháp giới quá hiền vị lai Phật pháp tăng thường trụ tam bảo. Nhân tâm thân lễ trung thiên điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Nhân tâm thân lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tư Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên trì hội thượng vô lượng thánh hiền. Lư hương xà nhiệt pháp giới mong huân chư Phật hài hồi tất nhiều văn tùy sự kia tưởng văn thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát Ma Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Anh Ra Đàn Na Đà Ra Già Già Nam mô A Rì Gia Bà Lô Kiệt Đệ Thượng Bản Ra Gia Bồ Đề Tán Đoà Bà Gia Mai A Tán Đoà Bà Gia Mai Ha Ga Lo Ni Ga Ya An Tan Ban Da Ban Ye Ro Dan Na Dan Ni Thoa Nam Mô Tấn Kiến Lần Đoà E Mong A Lì Ya Bà Lô Kiến Đệ Thân Phật Ra Lăng Đà Bà
Nam mô Na ra cần trì hê rì ma ha ban đà ra mê tán ba tha đầu du văn a thể dừng tán ba tán đà na ma ba ya ma văn đàn đầu đàn địa ta Hana ba lo e lo ga de ga ya de ji e ri ma ya bo de tan đoa tan ba ma e ma e ri da dừng câu lo Ya mong ro lo ro lo phat cha ya de ma ya phat cha ya de da ra dia ri ni tan phan ra ya ra ma phan ma ra mục đề lệ Thân na thân na ra râm phần ra xa lời Phật ra phần ra xa ya lô ma ra lô e rì ta ra thân rì tô rô bồ đề già Bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cần đi địa lì răng ni na ba ya ma na ta ba ya thân đà ya ta ba ya ma ya thân đà ya ta ba ya Thân ra vô nghề thân bản ra già ta bài a na ra cần đi ta bài a ma ra na ra ta bà thân ra thân a mùng hư già ta bài a ta bà mai a thân đà già ta bà Ya kiến ra ya tăng ra ya ta bài ha ba đà ba kiến tăng ra ya ta bài ha na ra cần tri ban đà ra ya ta bài ha ma ba lời thắng kiến ra ya ta bài ha Nam mô An ra đán na đa ra ya ya Nam mô A rì ya bà lô kiên đê thương bàn ra ya ta bài ha An thân điện đô màn đa ra bạt đà ya ta bà An thân điện đô màn đa ra bạt đà ya ta bà An thân điện đô màn đa ra bạt đà ya ta bà Phật thân thân tình tờ lưu ly Phật diện do như mạn nguyệt huy Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Khề thù tam giới tôn quý mạng thập phương Phật Ngã kim phá thoang huyền trì tùng di đà kinh Thường báo tư trọng ân hà tế tam đồ khổ Nhược hữu kiến văn giả tốc phát bồ đề tâm tần thử nhất bảo thân đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, bất thiện vạn kiếp nan tạo ngộ. Ca kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thiệt nghiệm. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời. Phật Tại Xá Về Quân Kỳ Thọ Cấm Cô Độc Viên. Dự đại tỳ khéo tăng thiên nhị văn ngũ thập mà nhân câu giai thì đại a la hán chúng sở tri thức trường lào xá lời phật mai mục kiền liên. Ma ca diệp ma ca diên diên ma ha câu hi la li bà đa châu lời bàn đa gia nan đà nan đà la hầu la kiều phàm ba đề. Tân đầu lô phà la đòa ca lâu đà di mai ha kiệp tân na bạt câu la đầu lâu đà như thị đăng chư đại đệ tử. Tinh chư Bồ Tát Ma Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dật Đa Bồ Tát Kiên Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Dự Như Thị Đằng Chư Đại Bồ Tát. Cập thinh đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu nhị tới Phật cáo trường lao trả lời vâng tùng thì tây phương quả thập về vạn ứng Phật đồ. Hầu thế giới danh biến cực lạc kỳ đồ Phật hiệu A Di Đà Kim hiện tại thuyết pháp xá lời phân bị đồ A cổ danh vi cực lạc. Kỳ quang chúng sanh vô hữu chúng khổ đàn thọ chứ là cổ danh cực lạc hữu xá lợi phân cực lạc quân đồ thân trung lan thuần thân trung la vọng thân trung hàng thọ. Giới thì tự bào châu trảm bi nhiều thì cổ bị quân danh vi cực là cầu xả lời vâng cực là quân đồ hữu thân bào tri bàn công đức thủy sung bàn kỳ trung tri đề thuần dị. Kim sa bồ địa tự viên giải đạo kim ngân lưu ly pha lê hiệp thân thường hữu lâu các diệt dị kim ngân lưu ly pha lê sa cử sinh châu mà đạo di nghiêm sưng chi trì trung liên hoa. Đời như xa luân thân sang thân quang huỳnh sang huỳnh quang sinh sang sinh quang bạt sang bạt quang vi diệu hương khiết trả lời phân cực lạc quân đồ thánh tựu như thị công đức trang nghiêm.
hầu cha lời phân bế vương quân đồ thương tạc thiên nhà quân kim vi địa trú già lục thời vũ thiên màn đa la hoa kỳ đồ chúng sanh thường dị thân đàn các dị kích thình chung diệu hoa cũng dưỡng tha phương thập vạn ưng phận tưng dị thực thời hoàn đạo bồn quân phàng thực kinh hành xa lời phân gừng là quân đồ thành tàu như thì công đứng trang nghiêm cùng tự cha lời văn vị quân thường hầu trùng trùng kế diệu tạp sanh chi điệu bạch hạ công tước in vò xá lời ca lăng tần gia cộng mạng chi điệu thì chứ chúng điệu trú gia lục thời xuân hoa nhà âm kỳ âm diện trưởng ngũ căn ngũ lực thân bồ đề phân bát thánh đạo phân như thì đằng pháp kỳ đồ chúng sanh văn thì âm dĩ giai tân niệm phật niệm pháp niệm tăng gia lời phân nhớ vần vì thứ điều thiệt thì tội báo sở sanh sở dị giả bị phật quân đồ vô tam ác đạo gia lời phân kỳ phật quân đồ thường vô ác đạo chi danh hà quân hậu thiện thì chứ chúng điều giai thì a di đà phật dùng linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác xá lời phân bị phật quân đồ vi phóng suy đồng chư bảo hàng thọ cầm bào la vọng xuân vi diệu âm thị như bánh thiên trùng nhạc đồng thời câu tạc văn thị âm già tự nhiên giải sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chi tâm xa lời văn kỳ phần quân đồ thành tựu như thì công đức trang nghiêm xa lời phật nữ như ý văn hạ vị phật hạ cố hiểu a di đà xa lời phân bị phật quang minh vô lượng chiêu thập phương quân vô sở chướng ngại thì cố hiểu vi a di đà hầu xá lời phân bị phật thọ mạng cập mà kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cố dân a di đà xa lời văn a di đà phần thần phật di lai ở kim thập kiếp hữu xa lời văn bị phật hữu vô lượng vô biên thân văn đệ tử giai a la hán vi tỷ toàn số sở năng trí chư bồ tát chúng diệt phục như thì xả lời phân bị phật quân đồ thành tựu như thì công đức trang nghiêm hầu xả lời phân cực lạc quân đồ chúng sanh sanh già giới thì a bệ bà trí kỳ trung đa hậu nhân sanh bồ sư kỳ số thầm đa phi thì toàn số sở năng trí chi đàn khả dị vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết xa lời văn chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sanh bị quân sở dĩ giả đăng dự như thì chư thường thiện nhân câu hồi nhân sự xa lời văn bất khả dĩ thiệu thiền căn phương đăng nhân duyên đăng răn bị quân xa lời văn nhược cầu thiền nam tử thiền nữ nhân văn thuyết a di đà phật chăm trí danh hiệu nhược nhân nhật nhược nhi nhật nhược tam nhật nhược tử nhật
nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thân nhật, nhân tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời a di đà phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân chung thời. Tâm văn điện đạo tân đăng vàng sanh a di đà phật, cực là quân đồ xá lời phân ngã kiến thì lời cố thuyết thử ngôn nhựa cầu chúng sanh văn thì thuyết giả. Hưng đương phát nguyện sanh bị quân đồ giả lời vân như ngã kim giả tán thán a di đà phật, vân khả tư nghị công đức chi lời. Đông vương địa khẩu a súc về phật tu di tưởng phật đại tu di phật tu di quang phật diệu âm phật như thị đặng hằng hà sa số chư phật. Càng kỳ quang xuân quang trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thiên thần thật ngôn như đàng chúng sanh đương tín thì xưng tán bân khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sợ ô niệm kinh. Xa lời Phật Nam Phương Thế Giới Hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật Chánh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiến Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Càng kỳ quang xuân quang trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thiên thần thật ngôn như đàng chúng sanh đương tín thì xưng tán bân khả tư nghị công đức nhân thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh. Xa lời Phật Tây Phương Thế Giới Hữu Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bao Tướng Phật Tịnh Quang Phật Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Các kỳ quang xuân quang trường thiệt tượng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn như đằng chúng sanh đương tín thì xưng tán bân khả tư nghị công đức nhân thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh. Xa lời Phật Văn Phương Thế Giới Hữu Diệm Kiến Phật Tối Thắng Âm Phật Nan Trợ Phật Nhật Sanh Phật Vọng Minh Phật Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Càng kỳ quang xuân quang trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thuyên thành thật ngôn như đàng chúng sanh đương tín thì xưng tán bân khả tư nghị công đức nhân thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh. Xa lời Văn Hạ Phương Thế Giới Hữu Sư Từ Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đạt Ma Phật Pháp Trang Phật Tri Pháp Phật Như Thị Đặng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Càng kỳ quang xuân quang trường thiệt tượng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn như đằng chúng sanh đương tín thì xưng tán bân khả tư nghị công đức nhân thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh. Xa lời Phật Thượng Phương Thế Giới Hữu Phạm Âm Phật Tung Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiến Phật Tạp Răng Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật.
Bao hoa rừng Phật kiến nhân thiết nghĩa Phật như tu chi sơn Phật như thị đẳng hằng hà ra số chư Phật các ư kỳ quân xuân quảng trương thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới. Thuyên thần thật ngôn như đằng chúng sanh đương tin thì chứng tàn văn khả tư nghị công đức nhất thiệt chư Phật sợ hồ niệm kinh xả lời Phật nữ như ý văn hà cố danh vi. Nhưng thế chư Phật sở hồ niệm kinh trả lời văn nhược hậu thiền nam tử thiền nữ nhân văn thì kinh thọ trì già cập văn chư Phật danh giả thì chư thiền nam tử thiền nữ nhân. Giai vi nhất thiện chư Phật di sở hồ niệm giai đăng bất thối chuyển ư a nầu đà la tam hiệu tam bồ đề thì cố xá lời phân như đằng giai đương tín thọ ngạ ngữ cập chư Phật sở thuyết. Xa lời văn nhớ cầu nhân gì phát nguyện kim phát nguyện đương phát nguyện dục sinh a di đà Phật quân gia thì chư nhân đàng giai đăng bất thối chuyển ư a nầu đà la tam hiệu tam bồ đề. Hơ vì quang đồ nhược gì săn nhược kim săn nhược đương săn thì cố xá lời Phật chư thiền nam tử thiền nữ nhân nhược cầu tín giả ứng đương phát nguyện săn bị quang đồ. Xa lời văn như ngà kim già chứng tàn chư Phật văn khả tư nghị công đức bị chư Phật đặng diệt chứng tàn ngã văn khả tư nghị công đức nhi tác tỳ ngôn. Thiên ca mâu ni Phật năng vi thầm nan hi hữu chi sự năng ư ta bà quân đồ ngũ trược ác thế kiến trược kiến trược phiến não trược chúng sanh trược mạng trược trung. Đăng a nầu đà la tam hiểu tam bồ đề vì chư chúng sanh thuyết thì nhất thiết thế gian an tín chi pháp xả lời Phật đương tri ngã ngũ trược. Hằng thế hành thử nan sự đăng a nầu đà la tam hiểu tam bồ đề vì nhân thiết thế gian thuyết thử nan tín chi pháp thì vi thầm nan. Phần thuyền thử kinh gì trả lời phân gặp chư thì khéo nhân thiệt thế gian thiên nhân à tu la đàng văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ tác lệ nhi khư. Phần thuyền a di đà kinh bạt nhân thế nghiệp trường căn bốn đăng sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà ba già đà tha già đà địa già tha di đi đô bà tì. A di đà đa tấn đam bà thì a di đà đa tê ca lăng đề a di đà đa tê ca lăng đa già di ni già già na di ta ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa ya tha di đề đô bà tỳ a di đề đa tấn đam bà tỳ a di đề đa tê ca lăng đề a di đề đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na di ta ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa ya tha di đề đô bà tỳ nam bà tỳ a di đề đa tê ca lăng đề a di đề đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na di ta ca lê ta bà a di đà phật này ta
thanh kim sắc tướng hào quang minh vô đẳng luân. Phật đề hào huyền truyền ngũ tô di cám mục trưng thanh tử đại hải quang trung hóa Phật vô số ức hoa Bồ Tát chúng diệt vô biên tử thập bát nguyện độ chúng sanh cựu phẩm mê âm linh đăng bị ngàn nề nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ thượng Tịnh Quang Độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân biện pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ thật bảo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai vi trần tướng hải thân biện pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ phương tiện thánh cư độ
A Di Đà Như Lai giải thoát tường hiểm thân biển pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ A Di Đà Như Lai đại thừa căn giới thân biện pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ giáo hành lý tam kinh cực y chánh tuyên dương biện pháp giới tôn pháp. Nhân tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Quán Thế Âm Bồ Tát Vạn Ưng Tự Kim Thân Biện Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Đại Thế Chí Bồ Tát Vô Biên Quang Trị Thân Biện Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Tây Phương An Lạc Độ Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Mạn Phân Nhị Nghiêm Thân Biện Pháp Giới Hải Chúng. Thập phương tam thế Phật ai A Di Đà đệ nhất cửu phẩm độ chúng sanh oai đức vô cùng cực ngã kim đại quý sám hối tam nghiệp tội phạm hữu chư phước thiện chỉ tâm dùng hồi hướng nguyện đông niệm Phật nhân cảm ứng tuy thời hiện lâm chung Tây Phương cảnh phân minh tại mục tiền kiến văn giới tinh tấn đồng sanh cực lạc quốc kiến Phật liệu sanh tự như Phật đồ nhất thiệt vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu thể nguyện độ chúng sanh tổng nguyện thánh Phật đạo thơ không hữu thần ngã nguyện vô cùng tình dư vô tình đông viên chung trí tán lễ Tây Phương cực lạc thanh lương liên trì cửu phẩm hoa hương bảo thọ thanh hàng thượng văn thiên nhà khánh tương A Di Đà Phật đại phóng từ quang hóa đạo chúng sanh vô lượng giảng ca tường
Hiện tiền chúng đang ca dương nguyện sinh an dường. Hiện tiền chúng đang sinh dường đồng sinh an dường. Thì nhật gì quá mang diệt tuy giảm, như thiệu thủy ngư tư hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đạt niệm vô thường thần vật phóng dật. Mai ha ban nhà ba la mật ni đa tâm kinh quan tự tại bồ tát hành tâm ban nhà ba la mật đa thời diệu kiện ngộ huẩn giai không độ nhân thiên khổ ách. Xa lời tử rằng vâng gì không vâng vân gì răng răng tức thì không vâng tưng thì răng thọ tưởng ảnh tưng diệt phục như thì trả lời từ thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt. Bần cấu bần tịnh bần tăng bần giảm thì cổ không trung vô sắc vô thọ tưởng ảnh thân vô nhãn nhị thì thiệt thân hỷ vô sắc thân hương vị xung phạm vô nhãn giới nài chỉ vô ý thức giới. Vô vô minh diệt vô minh tận hại chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô sở đắng cổ bồ đề tan đoái ban nhã ba la mật đa cổ. Tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu khủng vô viên ly điên đạo mộng tường cứu cảnh niên bàn tam thế chư phần ni ban nhã ba la mật đa cổ đăng a nấu đa la tam hiệu tam bồ đề. Cổ tri ban nhã ba la mật đa thì đại thân chủ thì đại minh chủ thì vô thường chủ thì vô đẳng đẳng chủ năng trừ nhân thiên khổ chân thật bất hư. Cổ thuyền ban nhã ba la mật đa chủ tưng thuyền vô vi. Yên đề đề ba la, yên đề ba la tăng, yên đề bồ đề tán ba. Nam mô a di đà và già đà ta già đà già đà địa già ta a di đi đô bà thị a di đi đà tân đam bà thị. A di đề đa tỳ ca lan đề a di đề đa tỳ ca lan đa ya di đề ya ya na di ta ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà đề ya ta di đề đô ba tỳ. A di đề đa tân đam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lan đề a di đề đa tỳ ca lan đa ya di đề ya ya na di ta ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa đề ya ta di đề đô ba tỳ. A di đề đa tân đam ba tỳ a di đề đa tỳ ca lan đề a di đề đa tỳ ca lan đa ya di đề ya ya na di ta ca lê ta ba phụng kinh công đức thù thắng hành có biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang phật sát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tân tiêu trừ, thế thế thượng hành
thành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cầu phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bánh thôi Bồ Tát đi bàn lượng từ quê Phật nà đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm từ quê Phật đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải từ quê tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện chỉ thừa công đức phổ cập nhất thiết ngã đằng dự chúng sanh giai cộng thanh Phật đạo.